trên hàng người đẹp tôi. Bao tố sương cũng về rồi cho đêm tạm quay. Tháng năm đớn đau, tháng năm dài buồn thiếu. Đang cầu cứu tôi giữa cơn đỉnh đầy người. Hấp dẫn quá, chắc chắn là cái gì mà
Tâm huyết của Zuka của Vika đã mang những lời ca đến hát và trở thành bình thường.
mời chị Thúy Hoa đại diện cái nhóm, xin lỗi nha, ở ngoài cái hội cái nhóm già già chứ để xin chẳng bao giờ thấy các chị già. Anh Long ơi, có lẽ anh ấy là đại diện cái nhóm già già nên tặng cái nhóm già già đúng không ạ? Dạ em là Thúy Hoa. Hôm nay mà già gì trời, già ngồi đây mà không kêu mà chân già này là sắp phải bên lĩnh rồi. Thế thì bây giờ anh Kha ơi, ơi bây giờ chị có công nhận là tôi già không? Tôi nói nghe, bây giờ em thích nên tặng quà thì anh làm cái đồ có lỗi tay. Không phải thế, không phải chị nói già là đây phải là già. Rồi bây giờ anh nói là già. Quay sao? Thì nó tặng một tặng này được quay vòng. Ok ok, mời chị ra đây. Rồi, chụp hình chuẩn bị chụp hình nha. Duy Anh. Duy Anh đưa tay ra đây cái đã rồi mới quàng tay. Đây nè, móc vô đây nè. Trời ơi, mà này. Đây đây đây, nó cầm dần cầm bánh chưa? Cầm. Sau khi người ta trao bánh thì cầm bánh đi rồi nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.